Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn tiếp tục quay trở lại với kênh của Vượng Hạnh TV. Như thường lệ thì xin được kính chúc cho quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn có thật là nhiều sức khỏe, hạnh phúc, bình an trong cuộc sống. Đến với những cái thông tin ngày hôm nay thì mình xin được cập nhật đến quý vị và các bạn những cái thông tin mới nhất liên quan tới đàn gà con, anh Mạnh Quỳnh và ekip quản lý. Thưa quý vị, mới đây thì bé Tuyết Nhung cũng có đăng tải một số cái thông tin lên cái trang cá nhân của mình. Thưa mọi người, thì ngày hôm nay thì các quý vị cũng biết rồi đúng không ạ? Ngày hôm nay cũng đã là ngày 15 tháng 3, thì cái live show sẽ được diễn ra trong buổi tối ngày hôm nay. Thì như các bé đã đăng tải rất là nhiều, 15 tháng 3 là tại Đồng Giao, 16 tháng 3 ngôi sao miệt vườn, 17 tháng 3 là chùa Hoàng Pháp lúc 10 giờ sáng. Thì ngày 15 tháng 3 thì như các quý vị cũng biết là lúc 21 giờ đó, tức là hôm nay là thứ 6 đó mọi người, vào lúc 21 giờ 0 phút thì live show được diễn ra và có sự góp mặt của Trường Sang Tuyết Nhung, Duy Juno, Thiêng Ngân, Trường Huy và Hiền Anh. Đây là một trong những cái thông tin mà đàn gà con thì ngày hôm nay cũng đã tới cái nơi này để mà Trường Sang với Tuyết Nhung đã cùng nhau tập duyệt trong một cái ca khúc. Thì bé cũng có đăng tải như sau: khi hai người đàn ông tâm sự với nhau bằng âm nhạc. Bé có ghi cái sở status rất là vui. Và bé cũng đăng tải là đúng lúc sẽ hạnh phúc, đúng người sẽ bình yên. Thì tiếp tục là hát để chia sẻ, được biết và tham gia hoạt động ý nghĩa cùng với các anh chị em vui lắm ạ. Hy vọng sẽ giúp được các em nhỏ khó khăn. Lần đầu em tham gia cùng nhóm nên có phần ngại ngùng, hề hề. Nguồn hát để chia sẻ. Đó thì các quý vị, cái hình ảnh mà Tuyết Nhung cùng với Juno đã đến cái nơi này để mà, tức là cái fanpage đó là hát để chia sẻ, sẻ chia. Đó thì ngày hôm qua các bé cũng có đến đây cùng với Juno, cùng với tất cả các anh chị em trong nhóm đã kết hợp và đã hát để mà làm những cái việc mà từ trước tới nay chị Phi Nhung vẫn làm đó mọi người. Đây là một cái thông tin rất là vui khi mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên trang cá nhân của mình. Thế còn ngày hôm nay thì Trường Sang với bé Tuyết Nhung cùng nhau để tập duyệt đó, cùng nhau tập duyệt cái bài hát này thì rất là vui khi mà các bé đã cùng với Trường Sang đã làm cái điều mà khiến cho toàn thể chúng ta ai cũng cảm thấy vui và bất ngờ đúng không ạ? Thưa quý vị, thì ngay sau khi mà bé Tuyết Nhung đăng tải thì cũng mang về rất nhiều những cái bình luận. Đó, mang về rất là nhiều những bình luận chúc mừng cho các bé có thêm những cái live show mới, những cái chương trình mới để mà các bé được thể hiện mình. Và các bé cũng rất là mong được sự ủng hộ của toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn trong và ngoài nước đó mọi người. Thì mong sao quý vị chúng ta ủng hộ cho các bé nhé. Đó là những cái thông tin mà bé Tuyết Nhung đã đăng tải lên cái trang cá nhân của mình đó mọi người. Thì có rất là nhiều quý ông bà, cô bác, anh chị đã bình luận cũng chúc mừng cho các bé. Nhìn thấy đã dễ thương rồi, chúc hai em Trường Sang và Tuyết Nhung show diễn tối nay sẽ thành công tốt đẹp nhé, cố gắng lên. Thương hai con, cố lên vượt qua khó khăn nhé, mong đợi mà không đi được buồn lắm luôn. Đó, tức là rất là nhiều quý khán giả đã rất là mong chờ cái live show này. Hai con hát rất là dễ thương, hãy giữ mãi tình bạn hơn, tức là giữ mãi tình bạn. Hãy giữ niềm vui và hỗ trợ nhau trong nghề, trong nghệ thuật hai con nhé. Cô chúc hai con thành công. Quá là tuyệt vời, cặp đôi huyền thoại ơi, cưng quá, mãi yêu. Đó, rất là nhiều những cái bình luận rất là dễ thương quý vị. Trường Sang Tuyết Nhung, hai con hát bài này hay quá, bài này mẹ Phi Nhung, ba Mạnh Quỳnh song ca hay lắm đó. Đó, thì tất nhiên là các bé rất là vui mừng khi mà nhận được những cái thông tin vui như thế này mọi người.
Thì đó là cái thông tin của bé Tuyết Nhung khi mà các bé đã đăng tải lên trang cá nhân của mình. Cái thứ nhất là để thông báo cho toàn thể mọi người. Đó. Cái thứ hai là cũng mong mọi người đến để sẽ ủng hộ cho các bé rất nhiều. Và bé Thương Ngân cũng có đăng tải là tối nay và tối mai hẹn gặp cả nhà nhé. Đó. Thì các bé cũng rất là mong được sự ủng hộ của quý ông bà, cô bác, anh chị, quý vị và các bạn. Mong cho quý vị sẽ luôn luôn đồng hành để cho các bé phát triển hơn trong nghệ thuật của mình, để cống hiến cho toàn thể bà con nhân dân trong và ngoài nước đó mọi người. Thì đó là một trong những cái thông tin mà các bé đã đăng tải, thưa quý vị. Thì tiếp tục là những cái thông tin mà khi mà quản lý Diễm Phạm cũng đăng tải những cái thông tin lên cái trang cá nhân của mình, thì cũng là để báo biến cho tất cả chúng ta những cái thông tin rất là vui, thưa mọi người. Thì quản lý Diễm Phạm cũng đăng tải rằng là mong cho các con sẽ thành đạt và sẽ vươn tầm trong tương lai. Mình chỉ biết cố gắng thôi, đó mọi người. Và ngày hôm qua thì quản lý Diễm Phạm cũng đăng tải một số cái video do cô Phương Lan thể hiện bên dòng sông Chẹm ở trung tâm Thúy Nga Paris Pai Nai 127 đó mọi người. Thì quản lý Diễm Phạm không hiểu lý do gì mà quản lý Diễm Phạm cũng đăng tải như sau: âm thanh có đức mới được gọi là âm nhạc chân chính, nghe cho có đạo đức, hì hì. Đó, một trong những cái câu mà quản lý Diễm Phạm nói, nó ẩn chứa rất là nhiều cái ý nghĩa khi mà quản lý Diễm Phạm đăng tải cái bài hát này, thì chắc chắn là sẽ cũng ám chỉ một điều gì đó. Nhưng thôi, chúng ta sẽ hoan hỉ, chúng ta cũng chẳng truy cứu, chúng ta cũng chỉ biết vậy thôi, đúng không thưa quý vị? Thế còn về phía Mạnh Quỳnh, thưa quý vị, thì mấy cái thông tin vừa rồi anh cũng đã đăng tải lên trang cá nhân, thì cũng nhận được rất là nhiều sự ủng hộ của quý vị khán giả đã vào, đã bình luận và chúc mừng cho Mạnh Quỳnh rất là nhiều. Thì cũng chỉ mong sao là anh Mạnh Quỳnh sẽ được sự tôn trọng và sự ủng hộ của quý ông bà, cô bác, anh chị. Thì có một số những cái bình luận như sau trong cái bài viết hôm qua của Mạnh Quỳnh đó mọi người. Từ cái câu Mạnh Quỳnh nói không ngủ được, có lẽ anh đang gợi ý về bài hát MV. Theo em nghĩ, cảnh xung quanh vừa có đồng hồ và có cái ghế nữa, với hình ảnh biểu cảm của anh giống như đang trông, đang đợi, lúc nào cũng dành một cái vị trí đặc biệt quan trọng cho người mình thương nhất vậy đó. Xin thời gian qua mau của Lam Phương, phải không anh Mạnh Quỳnh Nguyễn? Mạnh Quỳnh ơi, thương Mạnh Quỳnh rất là nhiều. Trong thời gian vừa qua có quá nhiều câu chuyện buồn đối với Quỳnh. Chị cũng mong cho Quỳnh sẽ cố gắng hơn nữa để vượt qua được những cái giai đoạn khó khăn này. Biết rằng hiện tại em đang cũng rất đau đầu vì những cái thông tin nó không hay, cho nên lúc này thì chị cũng chỉ biết động viên cho em hãy cố gắng nhiều nhé, bởi vì trong cuộc sống này không ai trọn vẹn được cả đâu. Chị chúc cho em luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, và hãy sáng tác thật nhiều ca khúc mới để cho tất cả mọi người được thưởng thức em nhé. Chào em, chị thương em rất nhiều. Đó là một số cái bình luận của quý vị khán giả đó mọi người. Chúc người nghệ sĩ đa tài, tinh tế, trẻ khỏe, xô diễn nền nghệ thuật tỏa sáng, mang lại ca khúc ngọt ngào, ấm áp, sưởi ấm lòng người, thành công trên con đường mình đã chọn. Đừng hỏi vì sao tôi vẫn thường kết thúc biệt ly ca khúc tâm tư, gửi gắm tâm huyết câu hát thân thương, dao động tình người, thật là tuyệt vời. Đó thưa quý vị, rất là nhiều quý vị khán giả thương và rất là ủng hộ cho Mạnh Quỳnh. Thì mình vẫn nói rất là nhiều, mình chỉ biết đăng tải thông tin. Mong các quý vị hoan hỉ, nếu ai ủng hộ được cho Vượng Hạnh và ủng hộ được cho Mạnh Quỳnh thì mọi người cứ ủng hộ. Còn nếu mọi người không ủng hộ được thì mong các quý vị hoan hỉ nha. Để chúng ta không phải sân si, chúng ta không phải đau đầu vì những cái chuyện không đáng có nhé quý vị. Còn Tuyết Nhung thì thưa quý vị là đang có một cái tư thế chuẩn bị rất là kỹ càng rồi. Chỉ việc tối nay sẽ thể hiện mình để cho tất cả mọi người được theo dõi, được xem thôi ạ. Và một lần nữa em cũng xin kính chúc cho quý vị luôn luôn thật nhiều sức khỏe, luôn được hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống nha.
hãy ấn đăng ký kênh, like và chia sẻ. Đừng quên nhấn chuông để ủng hộ cho Vượng Hạnh nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những thông tin tiếp theo.